nửa đêm là đang ngủ, cái tự nhiên là thấy hơi đau bụng, cái kêu chồng vô ra thấy hơi đau bụng hay là chắc chuẩn bị sinh rồi, rồi xong là em đi toilet vô xong nằm một xíu, tự nhiên cái những nó bụng và nó chảy ra. Em mới nói chồng là anh bây giờ sao đây, còn hai đứa chạy qua chạy lại đó kiểu mình không biết phải làm sao đó. Lấy vỏ đồ dự sinh xong rồi em mới nói mấy quay